Nấm đông cô hay còn gọi là nấm hương là loại lâm sản quý mọc hoang trong rừng ẩm mát ở các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình. Nấm đồng cổ có vị ngọt, tính bình, không độc, có tác dụng làm tăng khí lực, cầm máu, ích vị, trợ thực, giảm cholesterol và hạ huyết áp. Chúng ta đều biết thì là nấm đông cô hay là còn gọi là nấm hương là một trong các loại nấm mà được dùng rất là phổ biến trong các bữa hàng ngày của chúng ta. Đây là cái loại thực phẩm mà cũng rất là giàu chất dinh dưỡng. Mà chúng ta đều biết thì cái nấm hương thì được chứa rất nhiều món ăn trong bữa ăn hàng ngày. Nhất là những ngày rỗ ngày Tết thì chúng ta không thể thiếu được những cái món nấm hương, ví dụ như là nấm thả, nấu canh nấm này, rồi nấu canh bóng này, nấm xào rau cải, nói chung là có thể chúng ta có thể như là thay nấm như là một cái món ăn giàu chất đạm mà nhất là đối với những người ăn chay, người ta thường sử dụng nấm có thể thay cho thịt được, bởi vì cái giá trị dinh dưỡng của nấm thì nó rất là cao. Nhờ hương vị đặc biệt thơm ngon lại giàu chất dinh dưỡng, từ xưa đến nay, nấm đồng cô đã trở thành nguồn thực phẩm ngày càng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày ở nhiều gia đình. Từ xưa đến nay thì các cụ thường, nhà ta thường dùng nấm đông cô hoặc là các loại nấm như là nấm hương để vào những món ăn truyền thống như là nem, rán hoặc là những món xào rau. Bây giờ thì mình có thể chế biến nhiều lắm, nhiều món vì mình có tùy theo nguyên liệu. Có thể mình dùng gà, nhưng mình dùng om với nấm đông cô rồi om hoặc là nấu canh. Tất cả những món ăn nó đều bổ ích, nó rất là nhiều dinh dưỡng và nó rất là tốt cho sức khỏe. Và nó chữa được một số các loại bệnh. Như vậy có thể thấy, từ nấm đồng cổ có thể chế biến thành nhiều loại món ăn khác nhau. Từ món súp khai vị, xào thập cẩm, cho đến món gà hầm nấm hay nấm luộc đơn giản chấm tương gừng. Đặc biệt, có nhiều món ăn mà trong đó nấm chỉ là thành phần nguyên liệu phụ nhưng lại tạo nên hương vị riêng rất hấp dẫn như tôm nõn xào nấm, lẩu hải sản nấm đồng cô, tim cật xào tuyết nấm, măng miến nấu với mộc nhĩ. Trong đó, gà hầm nấm đồng cô hay canh nấm đồng cô nấu với thịt nạc thăn là một trong những món ăn dễ chế biến và phù hợp với khẩu vị của nhiều gia đình. Cái gà om nấm thì nguyên liệu nó cũng đơn giản, nó không có cho mình chọn cả, rất là dễ. Nó chỉ có đùi gà, nếu mà mình muốn ăn mềm mình có thể chọn đùi gà công nghiệp, không thì mình sẽ dùng gà tam hoàng, gà ta thì nó tùy. Nhưng mà mình quy trình là mình sẽ, nhà có trẻ nhỏ mình nên lọc xương đi và mình thái miếng như là bao diêm, và sau đó mình tẩm ướp như là các thứ tím rồi gia vị mình chính hạt nêm, thì mình sẽ rán lên và mình om từ từ, và sau khi mà cho vào nồi om lên xong mình cho cà rốt và nấm vào, thì khi mà mình nêm vừa gia vị và mình ăn cái miếng cà rốt của mình nó mềm là được. Còn canh nấm cũng thế, canh nấm thì khi mình kết hợp với các loại như là tiết lợn hoặc thịt nạc thăn cộng với lại một số như là nấm sò với lại nấm đông cô đấy, thì là cái đấy thì mình nấu một bát canh thì nó vào mùa hè nó vừa mát và bổ, nó rất là nhiều cái như là vitamin.
các loại nấm nói chung và nấm đồng cô nói riêng chứa khá nhiều đạm và đặc biệt giàu khoáng chất, vitamin như vitamin C, B, tiền vitamin D, canxi, niacin, nhôm, sắt, magie. Đây đều là những dưỡng chất rất có lợi cho sức khỏe của người sử dụng. Giá trị dinh dưỡng thì nấm đông cô thì có giá trị dinh dưỡng rất là cao. Ngoài cái hàm lượng chất đạm cao như vậy rồi thì trong nấm đông cô còn chứa rất nhiều các loại chất khác như là vitamin A hàm lượng cũng cao, vitamin C, selen, sắt, kẽm vân vân. Là những cái vi chất dinh dưỡng rất cần thiết có thể chống oxy hóa. Thế chính vì vậy cho nên nấm đông cô còn để dùng ngoài là cái món ăn rất ngon ra thì có thể là những cái vị thuốc rất là quý thì ta có thể hỗ trợ ăn lâu ngày dùng cùng với cái liệu pháp để điều trị cũng như là ngăn ngừa những cái bệnh ung thư cũng như là cái bệnh mà chống oxy hóa những người bị tăng huyết áp, tăng mỡ máu, rối loạn tim mạch. Nấm đồng cô có hàm lượng đạm thô cao chỉ đứng sau thịt và sữa, cao hơn các loại rau củ, ngũ cốc như khoai tây 7,6%, bắp cải 18,4%, lúa mạch 7,3% và lúa mì 13,2%. Trong khi đó, chất béo có trong nấm đồng cô chỉ chiếm từ 1 đến 10% trọng lượng khô của nấm. Do đó, việc bổ sung nấm vào chế độ ăn hàng ngày có tác dụng nâng cao sức đề kháng của cơ thể, làm hạ huyết áp, ngăn ngừa hình thành cục máu, làm nghẽn tắc mạch, giảm cholesterol, giảm béo, phòng ngừa suy lão, phòng trị chứng ung thư hay chữa chứng tàn nhang. Cái hàm lượng chất đạm trong nấm cao, 100g nấm có thể cung cấp đến 21g protein. Như vậy thì tương đương với cả là tương đương với cả một cái lượng thịt trong thịt bò và thịt gà. Ngoài ra nữa thì ngoài hàm lượng chất đạm cao ra, chính vì vậy chúng ta thấy là nấm rất là ngọt, hoặc là nấu nấm rất là ngọt bởi vì là nó có hàm lượng protein cao như vậy, cho nên là khi mà chúng ta nấu nấm nó chiết cái nước ra thì đấy là các cái axit amin, cho nên là nấm có vị ngọt giống như là vị của thịt vậy. Và đặc biệt nữa thì trong nấm ngoài cái vấn đề mà nó tốt như là thịt, tức là cung cấp chất đạm như là thịt, nhưng mà nó lại khác thịt là nó lại không có chất béo, không có cholesterol, cho nên rất là tốt cho những người ăn chay. Thế rồi ngoài ra thì trong nấm còn chứa rất là nhiều cái chất có tác dụng chữa bệnh, ví dụ như là trong những trường hợp mà người ta có thể ngăn ngừa, là một trong những cái thức ăn mà có thể hỗ trợ trong việc điều trị bệnh ung thư, ngăn ngừa bệnh ung thư, tăng cường quá trình chống oxy hóa, chống lão hóa, bởi vì cái thành phần các cái vitamin A cũng như là các cái vi chất dinh dưỡng khác ở trong nấm rất là cao. Thế chính vì vậy cho nên là nấm đông cô hay là nấm hương là một trong những món ăn và đồng thời rất là ngon và đồng thời cũng là một vị thuốc quý để chúng ta có thể tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó, theo y học cổ truyền, nấm đông cô vị ngọt, tính bình, có công dụng bổ tỳ, ích khí, dưỡng huyết, hoa huyết, tiêu đờm, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, ức chế tế bào ung thư, hạ huyết áp, giảm cholesterol máu, phòng ngừa sỏi thận và sỏi tiết niệu, trợ giúp tiêu hóa. Vì vậy, đây được coi là thực phẩm cho những người bị thiếu máu do thiếu sắt, cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu, trẻ em suy dinh dưỡng. Với những thành phần dinh dưỡng có trong mình, nấm đồng cô là loại thực phẩm rất bổ dưỡng. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần lựa chọn, sơ chế và chế biến nấm đúng cách để tận dụng được hết giá trị dinh dưỡng vốn có của nấm đông cô đối với sức khỏe của mình. Ta được biết thì khi sử dụng nấm đông cô thì ta có thể sử dụng hai loại, sử dụng nấm tươi hoặc sử dụng nấm khô. Và đặc biệt là cái sử dụng nấm khô là một trong những cái loại mà chúng ta sử dụng thường xuyên hơn. Thế thì đối với cách lựa chọn nấm thì đối với những chúng ta lựa chọn nấm tươi ấy, thì chúng ta được biết là nấm đông cô thì nó có hình như là hình cái rơm ấy, cái mũ rơm ấy. Nó cái cuống của nó và cái thân của nó trên thì nó như xòe ra như cái ô, và cái nó cụp vào mà màu thì nâu nhạt, màu nâu nhạt.
Và cái nếu mà chúng ta chọn nấm tươi thì chúng ta phải chọn nấm có cái cuống rất là chắc, không bị dập nát, nấm không bị dập nát, và đặc biệt có cái lớp phấn ở trên trên nữa thì là càng tốt. Và đặc biệt là cái cuống nấm tươi mà khi chúng ta cắt ra là nó không bị chảy nhựa trắng ra, nếu mà chảy nhựa ra thì có như là nấm đã bị ôi rồi, hoặc thậm chí là nấm bị lẫn cái nấm hương độc vào, thế cho nên là cắt nó phải khô. Khi mà mình sờ vào nấm nó không được nhũn quá, nấm tươi ấy, nấm tươi là nó vẫn còn rắn và cái hương vị của nó phải là toát lên mùi của nấm, chứ nó không thể biến đổi thành mùi khác được. Và mình trong quá trình mình chế biến, mình rửa nấm cũng thế, mình rửa nấm nó nhẹ nhàng thôi, không nên mình rửa kỹ quá mà nó sẽ nát nấm đi, và nó sẽ có thể là nó mất một số chất đi. Trong quá trình nấu thì đấy, mình cũng nấu như tôi vừa nói là mình nấu làm sao mà nó ở cái mức độ nó vừa phải, không nên kỹ quá nó sẽ kém chất lượng đi rất là nhiều. Bên cạnh đó, tùy vào từng loại nấm, người tiêu dùng cũng có những cách chọn lựa khác nhau. Tùy theo cái cách chế biến cái món ăn mà chúng ta có thể chọn cái loại khác nhau. Ví dụ như là đối với cái loại nấm mà chúng ta dùng là nấm thả thì chúng ta lại nên chọn cái loại mà có đường kính nhỏ thôi, khoảng 1,5 đến 2mm thôi. Đấy, 1,5 đến 2cm thôi. Thế và cái nấm, cái chân nấm thì bao giờ cũng nhất là chắc nhỏ, màu thì là vàng nhạt. Bởi vì là nếu là nấm mà chúng ta chọn nấm vàng nhạt thì là nấm nó đã được phơi nắng, thế là nó tốt hơn là cái nấm mà nó bị thâm đen rồi. Đấy, và đặc biệt khi mà chúng ta cho vào ngâm nước ấy, thì ngâm xong được khoảng ngâm nước ấm thì là cái cánh nấm nó nở đều và nó không bị nát, thì đấy là nấm ngon, và đặc biệt là nó có mùi thơm rất đặc trưng của nấm hương. Thế còn đối với, nhưng ngược lại, nếu như mà chúng ta lại dùng nấm để chế biến các món xào, đấy, ví dụ như xào cá, xào thịt bò đấy, hoặc là nấu các cái món khác ấy, thì chúng ta lại ngược lại, chúng ta lại chọn cái cánh nấm nó to hơn, nó xòe to hơn, tức là khoảng từ 2,5 cho đến 3 cm. Thế và cái cánh nấm thì bao giờ cái cuống nấm cũng phải nhỏ lắm. Đấy, còn nó và cái cánh nấm nó rất là dày ấy, thì thấy là lại nấm ngon. Đối với nấm tươi, chọn theo nguyên tắc nấm càng non thì càng ngon, nên mua ở những cơ sở có uy tín và nên dùng nấm trong 12 giờ sau khi thu hái. Đối với nấm khô, nên chọn nấm còn nguyên vẹn, có mùi thơm đặc trưng của nấm, không bị ẩm, mốc. Trong nấm đông cô, có loại chất chống oxy hóa lysergic sau khi hấp thụ ánh nắng mặt trời sẽ chuyển hóa thành vitamin D. Vì vậy, khi chế biến nấm đông cô, chúng ta không nên rửa hoặc ngâm nấm trong nước quá lâu, sẽ làm mất chất dinh dưỡng có trong nấm. Khi nấu nấm, nên nấu bằng nồi inox, không nên sử dụng nồi sắt hay nồi đồng để tránh làm biến đổi một số chất có trong nấm. Do nấm rất xốp, nếu tiếp xúc với nước quá lâu sẽ trở nên mềm, mất độ ngon và giòn. Vì vậy, không nên đun nấu nấm ở nhiệt độ cao quá 7 phút.